Đánh nó, đánh chết nó cho tao. Vâng ạ. Đánh chết nó cho tao. Chúng mày có giỏi thì thả tao ra. Thả mày ra để mày chạy mất à? Chúng mày là một lũ hỗn. Mày xem nó mà sống hay chết. Vâng ạ. Đại ca, nó chết rồi ạ. Mày hãy đến khu nhà hoang mà mang xác bạn mày về đi. Alo, alo. Bọn khốn này, chạy đi mà có mệnh hệ gì, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Thôi, chúng ta rút lui thôi. Vâng ạ. Vì chúng ta là một đội, vì chúng ta là những người bạn tốt, nên tớ sẽ bắt bọn chúng phải đền mạng cho cậu. Giết nó. Yeah.
này, bỏ súng xuống. Mày muốn gì? Muốn gì à? Tại sao chúng mày lại giết cha đi? Vì nó đã phải chết, và cả mày cũng phải chết. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Có giỏi thì mày giết tao đi. Phát súng này là dành cho cha đi. Jenny, tớ đã trả thù được cho cậu rồi. Bà Trung, Kenny, cô hãy cứu người của tôi với. Người của cô bị làm sao vậy? Người của tôi đang bị nhóm mặt đàn em bắt giữ và tra tấn. Cho chúng ép, phải theo bọn chúng. Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Đánh nó thế đủ rồi. Vâng ạ. Ba chùm chúng mày đã chết. Băng đạn đã đưa ba chúng mày. Có chịu theo tao không? Có chết, chúng tao không theo mày đâu. Vậy chúng mày đừng trách tao không cho chúng mày một cơ hội. Okay. Chúng mày cách gì nó cẩn thận vào. Vâng ạ. Jenny, Jenny, có chuyện không ổn rồi. Bà Trung, đã có chuyện gì xảy ra vậy bà Trung? Jenny, người của tôi đã bị nhóm mặt đại đen bắt giữ. Vậy sao? Cô hãy mau đến cứu bọn họ đi. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay.
Đúng là bọn chúng đã bắt cân đi. Oh!
em cướp được hàng của nó rồi.